Bài kinh số 36, Đại kinh Sát Ca Ca. Chỉ vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Vesali rừng Đại Lâm, tại giảng đường Trùng Cát. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đắp y thật đầy đủ, cầm y bát, bước vào Vesali để khất thực. Rồi Nigantabutta Sát Ca Ca tánh hay ngao du thiên hạ, trong khi đi khắp đó đây, đến tại Đại Lâm giảng đường Trùng Cát. Tôn giả Ananda thấy Nigantabutta Sát Ca Ca từ xa đi lại, liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Nigantabutta Sát Ca Ca đang đến, tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo, được số đông tôn kính. Bạch Thế Tôn, vị này ưa chỉ trích Phật, ưa chỉ trích Pháp, ưa chỉ trích Tăng. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn ngồi lại một lát. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, rồi Nigantabutta Sát Ca Ca đi đến chỗ Thế Tôn ở, nói lên những lời hỏi thăm, chúc tụng, xã giao với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Nigantabutta Sát Ca Ca nói với Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có một số sa môn và la môn sống chuyên lo tu tập về thân, không tu tập về tâm. Tôn giả Gotama, những gì này cảm khổ thọ về thân, sự tình này đã xảy ra. Này tôn giả Gotama, do cảm khổ về thân, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thể tức bể, máu nóng có thể trào ra từ miệng, có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này xảy ra đối với người mà tâm tùy thuộc thân. Khi tâm chịu sự điều khiển của thân, vì sao vậy? Vì tâm không được tu tập. Tôn giả Gotama, nhưng có một số sa môn và la môn sống chuyên lo tu tập về tâm, không tu tập về thân. Tôn giả Gotama, những gì này cảm khổ thọ về tâm, sự tình này đã xảy ra. Này tôn giả Gotama, do cảm khổ thọ về tâm, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thể tức bể, máu có thể trào ra từ miệng, có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này xảy ra đối với người mà thân tùy thuộc tâm. Khi thân chịu sự điều khiển của tâm, vì sao vậy? Vì thân không được tụ tập. Này tôn giả Gotama, rồi tôi suy nghĩ, thật sự thanh giác đệ tử của tôn giả Gotama sống chuyên lo tu tập về tâm, không tu tập về thân. Này Adivesana, ông nghe tu tập về thân như thế nào? Như Dana Vajra, Kisa Sakika, Makali Kosala, những gì này? Này tôn giả Gotama, sống lọa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá thịt, không uống rượu nấu, rượu men, cháo trấu. Những gì ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay gì ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay gì ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, gì ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Gì ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Gì ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, các vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Để Akivesana, họ có thể tự nuôi sống với mức độ như vậy chăng? Không phải vậy, này tôn giả Gotama. Thỉnh thoảng, này tôn giả Gotama, họ ăn những món ăn thù thắng loại cứng, họ ăn những món ăn thù thắng loại mềm, họ nếm những gì ăn thù thắng, họ uống những đồ uống thù thắng, họ nhờ các món ăn ấy gây dựng thân lực, làm cho thân to lớn, làm cho thân béo mập. Này Akivesana, như vậy những gì bắt đầu họ từ bỏ, về sau họ lại thọ dùng. Như vậy có tụ, có tán, có được, có mất cho thân này. Này Akivesana,
ông nghe tu tập về tâm như thế nào? Digantabuddha Sakaka được Thế Tôn hỏi tu tập về tâm, không có thể trả lời được. Rồi Thế Tôn nói với Digantabuddha Sakaka: Đệ Akhivesana, thân tu tập mà ông vừa mới nói đầu tiên ấy, không phải là thân tu tập đúng pháp trong giới luật của bậc thánh. Đệ Akhivesana, ông còn không hiểu thân tu tập, làm sao ông có thể hiểu tâm tu tập? Và đệ Akhivesana, như thế nào là thân không tu tập, tâm không tu tập? Như thế nào là thân tu tập, tâm tu tập? Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân bạch Thế Tôn, Digantabuddha Sakaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Đệ Akhivesana, thế nào là thân không tu tập và thế nào là tâm không tu tập? Ở đây, đệ Akhivesana, kẻ vô danh phạm phu khởi lên lạc thọ, người này được cảm giác lạc thọ, liền tham đắm lạc thọ và rơi vào sự tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt khởi lên khổ thọ, người ấy do cảm giác khổ thọ nên sầu buồn, than gian, khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Này Akhivesana, lò thạc ấy khởi lên cho người kia chi phối tâm và an trú, do thân không tu tập. Khổ thọ ấy khởi lên chi phối tâm và an trú, do tâm không tu tập. Này Akhivesana, không luận người nào mà cả hai phương diện đều có lạc thọ khởi lên. Chi phối tâm và an trú, do thân không tu tập, khổ thọ khởi lên. Chi phối tâm và an trú, do tâm không tu tập. Như vậy, đệ Akhivesana, người ấy là người có thân không tu tập và tâm không tu tập. Và đệ Akhivesana, thế nào là thân tu tập và tâm tu tập? Ở đây, đệ Akhivesana, lạc thọ khởi lên cho vị thánh đệ tử nghe nhiều. Vị này được cảm giác lạc thọ nhưng không tham đắm lạc thọ, không rơi vào sự tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt khởi lên khổ thọ, vị ấy cảm giác khổ thọ nhưng không sầu buồn, than gian, khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Đệ Akhivesana, lạc thọ ấy khởi lên cho vị kia không chi phối tâm và không an trú, cho thân có tu tập. Khổ thọ ấy khởi lên cho vị kia không chi phối tâm và không an trú, do tâm có tu tập. Này Akhivesana, không luận người nào mà cả hai phương diện đều có lạc thọ khởi lên, không chi phối tâm và không an trú, do thân có tu tập. Khổ thọ khởi lên không chi phối tâm và không an trú, do tâm có tu tập. Như vậy, này Akhivesana, người ấy là người có thân tu tập, có tâm tu tập. Như vậy, tôi có lòng tin tưởng đối với Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama là vị có thân tu tập và có tâm tu tập. Này Akhivesana, dẫu cho lời nói của ông có vẻ trịnh thượng và khiêu khích, nhưng ta sẽ trả lời cho ông. Này Akhivesana, dẫu cho lời nói của ông có vẻ trịnh thượng và khiêu khích, nhưng ta sẽ trả lời cho ông. Này Akhivesana, khi ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và lạc thọ thật sự khởi lên nơi ta, chi phối tâm và an trú, hay khổ thọ thật sự khởi lên nơi ta, chi phối tâm và an trú, sự tình như vậy không thể xảy ra. Phải chăng một lạc thọ không khởi lên nơi Tôn giả Gotama một cách khiến cho lạc thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? Phải chăng một khổ thọ khởi lên nơi Tôn giả Gotama một cách khiến cho khổ thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? Đệ Akhivesana, sao có thể không như vậy được? Ở đây, đệ Akhivesana, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: đời sống gia đình bị gò bó, con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia như sống giữa hư không, thật rất khó sống tại gia đình mà có thể sống hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, đời sống phạm hạnh thuần tịnh. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi này Akhivesana, sau một thời gian, ta trong khi còn niên thiếu, trẻ tuổi, và ta, này Akhivesana, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng,
thật đáng cố gắng tinh tấn ở nơi đây. Rồi này Agivesana, bà ví dụ khởi lên tay ta, di diệu, từ trước chưa từng được nghe. Này Agivesana, ví dụ có một khúc cây đầm ướt, đầy nhựa sống và đặt trong nước. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ, ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đầm ướt, đầy nhựa sống đặt trong nước ấy, rồi cọ sát cái dụng cụ làm lửa, thì có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa không, tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì cành cây ấy đầm ướt, đầy nhựa sống, lại bị ngâm trong nước, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này Agivesana, những sa môn hay những bà la môn sống không xả đi các dục về thân. Những gì đối với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục diệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến, vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến, vô thượng chánh đẳng giác. Này Agivesana, đó là ví dụ thứ nhất. Di diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên đây ta. Này Agivesana, rồi một ví dụ thứ hai. Di diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Agivesana, ví như có một khúc cây đầm ướt, đầy nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ, ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đầm ướt, đầy nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô ấy, rồi cọ sát cái dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa không, tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy đầm ướt, đầy nhựa sống, dầu được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này Agivesana, những sa môn hay bà la môn sống không xả ly các dục về thân. Những gì đối với các vị ấy không thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hung ám, dục khát vọng, dục diệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến, vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến, vô thượng chánh đẳng giác. Này Agivesana, đó là ví dụ thứ hai. Di diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Agivesana, rồi một ví dụ thứ ba. Di diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Agivesana, ví như một khúc cây khô không nhựa được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ, ta sẽ nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra. Này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây khô không nhựa được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, rồi cọ sát cái dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa được, tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy khô không nhựa, lại được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Cũng vậy, này Agivesana, những tôn giả sa môn hay bà la môn sống xả ly các dục về thân. Những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hung ám, dục khát vọng, dục diệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt,
khốc liệt, cái gì ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả Sa môn hay Bà La môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác khổ đau kịch liệt, khốc liệt, các vị này cũng có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Này Akivesana, đó là ví dụ thứ ba. Di diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Akivesana, rồi ta suy nghĩ, ta hãy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Này Akivesana, rồi ta nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Khi ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này Akivesana, như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu, hay nắm lấy vai có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại người ấy. Này Akivesana, khi ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này Akivesana, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Akivesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Akivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy thu thiền nín thở. Và này Akivesana, rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng và ngang qua mũi. Này Akivesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thì một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai. Này Akivesana, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ống phổi bệ đang phổi của người thở rèn. Cũng vậy, này Akivesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thời một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai. Này Akivesana, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tận, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhân thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, để Akivesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Akivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy tu thiền nín thở. Và này Akivesana, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Akivesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta. Này Akivesana, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắt. Cũng vậy, này Akivesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta. Này Akivesana, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhân thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Akivesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Akivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy tu thiền nín thở. Và này Akivesana, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này Akivesana, ví như một người lực sĩ lấy một dây đình bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết mặt. Cũng vậy, này Akivesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng.
Này Ahivesana, dầu cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không dao động, nhân thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an. Vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn cho tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Ahivesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Ahivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy tu thiền nín thở. Và này Ahivesana, rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Ahivesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của ta. Này Ahivesana, chỉ như một người đồ tể thiệt xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Ahivesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của ta. Này Ahivesana, dầu cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dẫu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an. Vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Ahivesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta.